Sơn Tùng MTP bỏ túi thành tích khủng với trailer 30 giây, có chắc yêu là đây. Tối 30 tháng 6, Sơn Tùng MTP đã chia sẻ poster chính thức của MV Có Chắc Yêu Là Đây, trái ngược hoàn toàn với màu sắc ma mị, bí ẩn trong đoạn trailer phát hành vào tối ngày 29 tháng 6. Poster MV Có Chắc Yêu Là Đây mang đến cảm giác tươi sáng, ngọt ngào, đầy năng lượng tích cực. Tông màu chủ đạo của poster MV Có Chắc Yêu Là Đây là pastel với các màu xanh, trắng, hồng rất nhẹ nhàng, dịu mắt. Cụm từ viết tắt của tựa đề Có Chắc Yêu Là Đây được khép lại với những trái tim bông bay. Giữa phong nền ngọt ngào, Sơn Tùng MTP diện trang phục trẻ trung, khoe góc nghiêng điển trai. Đây là tạo hình mà khán giả cũng rất ít khi thấy Sơn Tùng MTP thể hiện trong các sản phẩm âm nhạc gần đây. Đoạn trailer MV Có Chắc Yêu Là Đây với phần âm nhạc dồn dập, cuốn hút và tông màu tối khiến khán giả liên tưởng đến MV Chạy Ngay Đi hay Lạc Trôi, thì poster MV Có Chắc Yêu Là Đây lại gợi nhắc đến màu sắc của MV Nơi Này Có Anh. Đến hiện tại, người hâm mộ vẫn chưa thể chắc chắn về concept MV và tạo hình chính thức của Sơn Tùng MTP trong lần trở lại này. Như sự tương phản thú vị giữa trailer và poster được Sơn Tùng MTP hé lộ trong 2 ngày qua, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả khi MV Có Chắc Yêu Là Đây chính thức phát hành vào 20 giờ ngày 5 tháng 7. Bên cạnh đó, trailer MV cũng đã sở hữu thành tích khủng khi cán mốc 2,4 triệu view sau 12 tiếng phát hành, nhận được hơn 352.000 lượt like và 44.000 bình luận. Đồng thời, trailer đã lọt vào top trending YouTube Việt Nam ở vị trí thứ 2, 16 tại Canada, 39 tại Hàn Quốc và 45 tại Mỹ. Đặc biệt, trailer MV Có Chắc Yêu Là Đây còn lọt vào top những video được xem nhiều nhất trên YouTube trong ngày ở vị trí thứ 10 sau 20 tiếng ra mắt. Sơn Tùng MTP chia sẻ, đối với anh, MV Có Chắc Yêu Là Đây là một món quà dành tặng cho các Sky sau phim tài liệu âm nhạc Sky Tour Movie. Sau đại dịch Covid-19, đàm ca sĩ muốn mang đến một sản phẩm âm nhạc giúp mọi người thêm lạc quan, tích cực hơn trong giai đoạn này. Chính vì vậy, anh không áp lực về những con số. Điều làm anh thấy hạnh phúc hơn cả việc tạo ra kỷ lục âm nhạc chính là tìm lại bản thân mình trong quá khứ, được hạnh phúc và hồn nhiên với âm nhạc. Tôi muốn gói gọn cảm xúc này như món quà dành cho những ai đang trông chờ mình, anh chia sẻ. MV Có Chắc Yêu Là Đây sẽ chính thức phát hành trên kênh YouTube của Sơn Tùng MTP vào lúc 20 giờ ngày 5 tháng 7 năm 2020.